Trân trọng kính chào khán giả của VTV. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Điểm tin trong ngày. Hôm nay là ngày thứ Năm 13 tháng 4 năm 2023. Thưa quý vị, chỉ còn vài giờ nữa là bên Việt Nam là tối ngày 14 tháng 3. Ngoại trưởng Antony Blinken của Mỹ sẽ đáp máy bay đến phi trường Nội Bài. Hiện nay ông đang có mặt ở bên Anh. Thực ra ông đi từ ngày 11 qua bên Ireland, bên Anh tháp tùng Tổng thống Joe Biden. Sau đó từ bên Ireland, ông bay thẳng qua bên Dubai, ghé qua tiếp sang ở đó, từ Dubai bay đến Hà Nội. Theo dự trù 7 giờ tối, thứ 6 là khoảng vài tiếng nữa, ông sẽ đáp xuống Nội Bài. Ở tại Hà Nội thì thưa quý vị, theo chương trình cho biết, ông sẽ có một số loạt sự kiện. Ví dụ là ông nghỉ buổi tối ngày thứ 6 không làm gì cả, qua ngày thứ 7, ông sẽ gặp ông Thủ tướng Phạm Minh Chính ở tại Phủ Thủ tướng. Sau đó thì ông qua bên nhà khách chính phủ và sẽ gặp ông Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Và ông Bùi Thanh Sơn sẽ đãi tiệc trưa ở đây. Sau buổi tiệc trưa thì ông sẽ gặp ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ở tại Văn phòng Trung ương Đảng. Và sau đó thì ông ra quận Cầu Giấy và tham dự cái lễ gọi là động thổ để xây dựng cái tòa đại sứ Mỹ ở đây. Rộng như vậy là 3.2 hectare và dự trù tốn khoảng 1.2 tỷ đô la. Cái miếng đất tòa đại sứ này được Việt Nam cho thuê và đã được ký hồi tháng 8 năm 2021 khi Phó Tổng thống Kamala Harris sang thăm Việt Nam. Sau cùng thì ông sẽ có một cuộc họp báo ở tại tòa đại sứ Mỹ ở số 7 Láng Hạ, Hà Nội trước khi lên đường bay qua bên Nhật để tham dự hội nghị các ngoại trưởng khối G7. Đây là lần đầu tiên ông Blinken trở lại Việt Nam sau gần 7 năm. Xin bạn kỹ thuật cho coi lại cái hình hồi nãy. Ông bước vào trong phòng là ngày 21 tháng 4 năm 2016. Trong vai trò Thứ trưởng Ngoại giao, ông đã có buổi nói chuyện tại Đại học Khoa học Nhân văn Hà Nội. Đây là cái hình năm ngày 21 tháng 4 năm 2016, lúc đó là dưới thời Tổng thống Barack Obama. Sau đó thì mất 4 năm, ông không có làm trong chính quyền Donald Trump và bây giờ ông trở lại làm ngoại trưởng. Như vậy là gần tròm trèm 7 năm ông mới trở lại. Và đây là lần đầu tiên ông đến với vai trò Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ. Đó là chương trình làm việc chính thức. Ngoài những chương trình làm việc chính thức này thì ông có một số hoạt động bên lề. Ví dụ như tối nay ở tại phi trường Nội Bài về, ông sẽ đến ăn tối tại cái quán cơm Tây Cầm, Bún Bò Huế, đây nằm ở số 4 ngõ Tràng Thi, ngay gần nhà hát lớn Hà Nội. Xin thưa quý vị là năm 2017 tôi về đưa tin APEC và Tổng thống Donald Trump thăm Việt Nam, tôi cũng có uống cà phê xéo xéo cái nhà hàng này nên tôi biết, ở trong ngõ Tràng Thi, cái ngõ rất nhỏ ngay đầu cái nhà hát lớn. Và sau đó thì ông sẽ đi vòng ra đằng sau nhà hát lớn và nghe nhạc jazz ở tại Bình Minh Jazz Club. Đây là một câu lạc bộ này, câu lạc bộ nhạc jazz được thành lập từ năm 1997. Chúng ta biết là ông Antony Blinken là một người rất thích nhạc và ông cũng chơi nhạc luôn, ông từng ra album nhạc nữa. Đó. Và rồi ngày hôm sau, trong các cái cuộc mà tiếp đón, các cuộc hội kiến và làm việc với các giới chức Việt Nam, ông sẽ ghé thăm dòng Thánh Phaolô Thành Trạc ở số 34 phố Hai Bà Trưng, cũng gần ở đó, gần hồ Gươm luôn. Thì nói chung là ba cái địa điểm mà bên ngoài này nó gần nhau, có thể đi bộ tới được. Và đặc biệt là cái dòng này thì gần nhà thờ lớn và cũng gần Tổng giám mục Hà Nội cũng như tòa khâm sứ của Tòa Thánh Vatican. Thì cái nhà dòng này được thành lập trên 300 năm về trước bên Pháp và sau đó thì họ qua Việt Nam, họ thành lập những cái chi nhánh Sài Gòn, Hà Nội và cũng như là những nơi khác. Thì ông sẽ thăm cái nhà dòng này. Đó là những cái hoạt động bên lề của Ngoại trưởng Antony Blinken. Cái này làm người ta nhớ năm 2006 khi mà Tổng thống Buscon đến dự hội nghị thượng đỉnh APEC Việt Nam và thăm chính thức Việt Nam, thì ông cũng đi thăm, đi lễ một cái nhà thờ gọi là nhà thờ Bắc Hà, cũng ở khu Ba Đình, nhưng mà xa cái nhà dòng làm chút xíu. Về cái chương trình nghị trình của ông khi gặp các lãnh đạo Việt Nam thì bao gồm những cái gì? Thì thưa quý vị, hai bên sẽ gia tăng tiếp tục cái vấn đề mà làm ăn buôn bán cũng như đầu tư. Hiện nay thì Mỹ đầu tư Việt Nam khoảng 2.8 tỷ đô la, không có cao lắm so với các nước khác nhưng mà khá là cao. Nhưng mà về buôn bán đó, thì năm ngoái đó là giao thương hai nước đạt tới 123 tỷ đô la. Coi như tăng gấp 200 lần kể từ khi Việt Nam và Mỹ bình thường hóa quan hệ ngoại giao năm 1995. Mỹ bây giờ là thị trường xuất cảng lớn nhất của Việt Nam và Việt Nam là đối tác thương mại lớn hàng thứ 8 của Mỹ.
Ngoài ra, Mỹ cũng ủng hộ cái chương trình chuyển đổi năng lượng của Việt Nam để mà giải quyết cái vấn đề thay đổi khí hậu, đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long. Rồi trong kỳ trình cũng sẽ nhắc tới các vấn đề mà Mỹ đã thực hiện lâu nay liên quan đến cuộc chiến Việt Nam. Đó là chẳng hạn như rà soát bom mìn, rồi trợ giúp những nạn nhân mà bị chất độc màu da cam trong cuộc chiến Việt Nam, cũng như là tìm kiếm những cái xác định những cái vị trí hài cốt của bộ đội Việt Nam trong cuộc chiến Việt Nam. Thì đó là những cái chương trình mà hai bên sẽ thực hiện. Ngoài ra có thể là hai bên sẽ bàn đến chuyện nâng cấp quan hệ lên chiến lược, và có thể là có bàn luôn cả cái chuyến thăm của lãnh đạo hai nước, là chẳng hạn như Tổng thống Biden có đến Việt Nam vào tháng 5 này hay không, hay là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có đi thăm Mỹ vào tháng 7 hay không. Đó là những cái đề tài mà họ sẽ nói đến. Thì nhân dịp ông Blinken đến Hà Nội thì thưa quý vị, Human Rights Watch cũng vừa mới lên tiếng. Ngày hôm qua ông Phil Robertson, phó giám đốc của tổ chức này tại châu Á, đã viết một cái lá thư gửi cho ông Blinken và yêu cầu ông trong chuyến thăm Hà Nội lần này, hoặc là công khai hoặc là trong chốn riêng tư, phải nêu vấn đề nhân quyền với Việt Nam, nhất là hai bên đang kỷ niệm 10 năm đối tác toàn diện. Ông Robertson nói rằng hiện nay là Việt Nam còn giữ hơn 160 tù chính trị chỉ vì họ thực hiện cái quyền tự do ngôn luận của họ. Ông cũng đề cập đến trường hợp blogger Phạm Đoan Trang bị tù 9 năm. Và chính blogger Phạm Đoan Trang là năm ngoái, năm 2022, đã được giải thưởng phụ nữ can đảm của quốc tế của Bộ Ngoại giao Mỹ, mà do chính ông Blinken là ngoại trưởng trao, và ông cũng đã hứa là sẽ bảo vệ vấn đề nhân quyền cũng như quyền của những blogger bên Việt Nam. Ông Robertson cũng nhắc đến hai trường hợp mới đây nhân chuyến viếng thăm của ông Blinken chỉ vài ngày trước đó, thì Việt Nam đã tuyên bố bỏ tù ông Trương Văn Dũng và blogger Nguyễn Lân Thắng, mỗi người 6 năm tù, người ông Nguyễn Lân Thắng bị thêm 2 năm quản chế. Thì ngoài ra trong cái bản mà cái lá thư này cũng nêu những trường hợp khác là những nhà báo, ví dụ như Mai Phan Lợi, nhà luật sư bảo vệ môi trường Đặng Đình Bách và nhà hoạt động bảo vệ môi trường Ngụy Thị Khanh, người mà đã từng đoạt cái giải gọi là Goldman Environmental Prize, người Việt Nam đầu tiên đoạt cái giải bảo vệ môi trường quốc tế. Thì bà này bị bắt vì cái tội gọi là trốn thuế. Thì đó là những cái nhân vật mà ông Phil Robertson, phó chủ tịch của Human Rights Watch ở châu Á, lên tiếng trong cái chuyến thăm của ông Anthony Blinken đến Hà Nội lần này. Trở lại với Hoa Kỳ, tình hình chính trị tại California có điều phức tạp. Đó là ngày hôm qua, ít nhất có hai dân biểu Hoa Kỳ yêu cầu nữ thượng nghị sĩ Dianne Feinstein, năm nay 89 tuổi, nên từ chức. Đầu tiên là coi như dân biểu Ro Khanna, đảng Dân Chủ tiểu bang California. Bà Dianne Feinstein cũng đảng Dân Chủ, tức họ cùng đảng. Ông viết trên Twitter là đây là một thời điểm là khủng hoảng cho phụ nữ, quyền phụ nữ và quyền bầu cử. Chúng ta không thể chấp nhận trường hợp thượng nghị sĩ Feinstein nghỉ quá lâu và không thể bỏ phiếu để mà chuẩn thuận các chánh án cho tòa án liên bang. Thì ngay sau đó, dân biểu Dean Phillips cũng của đảng Dân Chủ tiểu bang Minnesota tweet ra là ông đồng ý với ông Khanna. Thì thưa quý vị, bà Dianne Feinstein đã bị bệnh lâu nay và không có trở lại thượng viện làm việc, và người ta lo rằng bà có thể sẽ không bao giờ trở lại luôn. Và bà là một thành viên của Ủy ban Tư pháp Thượng viện, mà ủy ban này có 15 người Dân Chủ, 14 người Cộng hòa. Hiện nay bà không có mặt ở đó, thành ra 14-14 thì không bỏ phiếu được. Thì có nhiều chánh án không thể chuẩn thuận được, mặc dù do Tổng thống Biden đề cử. Thành ra các vị dân biểu đã bảo rằng nếu mà bà như vậy thì bà nghĩa là nên từ chức. Thì ngày hôm qua, sau khi nghe lời kêu gọi thì bà đã yêu cầu Thượng nghị sĩ Chuck Schumer của đảng Dân Chủ từ bang New York, là trưởng khối đa số của Thượng viện, yêu cầu ông bổ nhiệm người khác thay thế bà để bên Dân Chủ có đủ 15 phiếu thay vì 14 phiếu như hiện nay trong Ủy ban Tư pháp Thượng viện. Thì riêng bà thì bà nói là hiện nay bác sĩ chưa cho tôi rời khỏi nhà để đến Thượng viện làm việc, tôi sẽ vẫn làm việc từ tại nhà ở San Francisco cho đến khi nào mà bác sĩ cho phép tôi đi. Đó. Thì người ta sợ rằng là bà sẽ ở luôn ở nhà và trong khi đó thì bà bảo là năm 2024 nhiệm kỳ tôi hết, tôi sẽ không ra tái tranh cử. Thế thì bây giờ khi bà nói bà không ra tái tranh cử thì đã có 3 dân biểu của đảng Dân Chủ tuyên bố ứng cử, đó là dân biểu Barbara Bee
ở tại miền Bắc California, Bắc Raleigh, xin lỗi quý vị. Bà này da đen. Dân biểu Adam Schiff ở Los Angeles và dân biểu Kerry Porter ở Orange County chúng tôi đây. À, thế bây giờ ba người này phải đợi đến 2024 thì mới ra tranh cử cái ghế của bà Dianne Feinstein bỏ trống, lúc đó là hết nhiệm kỳ. Nhưng nếu bây giờ bà từ chức hoặc có một chuyện nào đó bà không thể làm được nữa thì chính thống đốc Gavin Newsom sẽ là cái người có quyền bổ nhiệm người thay thế bà. Trước đây ông Gavin Newsom thường nói, có từng nói là nếu mà bổ nhiệm thì ông sẽ bổ nhiệm một nữ dân cử da đen. Thì trong nữ dân cử da đen hiện nay có mình bà Bob Bradley thôi. Thì vấn đề là không biết bây giờ ông Gavin Newsom còn giữ cái lời hứa đấy không, nếu trường hợp bà Dianne Feinstein từ chức. Nhưng mà nếu, nhưng mà có khi cũng vì kẹt như vậy, bà có khi bà không muốn bà Bob Bradley lên thì bà ráng bà ngồi. Đó, thành ra mấy người này bây giờ gây sức ép với bà. Mà cái ông dân biểu Rokhana đó, đầu tiên mà kêu bà này từ chức thì ông lại ủng hộ bà Bob Bradley. Đó, thành ra có lẽ là ông muốn ép bà này từ chức để mà buộc cái ông Gavin Newsom giữ lời hứa là sẽ bổ nhiệm một phụ nữ da đen thay thế bà Dianne Feinstein trong cái chức thượng nghị sĩ của tiểu bang California. Thì khi mà nghe cái chuyện này thì ngày hôm nay dân biểu Nancy Pelosi cũng ở San Francisco là cựu chủ tịch Hạ viện phản ứng liền. Bà nói rằng đây là cái điều mà gọi là kỳ thị giới tính và mang tính cách chính trị. Bà nói rằng bà không biết là cái nghị trình chính trị như thế nào mà người ta nhắm vào nữ thượng nghị sĩ Dianne Feinstein như vậy. Bà nói tôi chưa bao giờ thấy một ai bị kêu từ chức nếu mà người đó là một thượng nghị sĩ nam, tức là nam thượng nghị sĩ, tức là thượng nghị sĩ đàn ông bị bệnh á, ở quốc hội, ở thượng viện á, thì không thấy ai kêu người đó từ chức mặc dù người đó không có mặt ở đó. À, thì đó là cái lời phát biểu của bà Nancy Pelosi. Mà chuyện này nó xảy ra vào đúng cái thời điểm mà ông thượng nghị sĩ Mitch McConnell của đảng Cộng hòa tiểu bang Kentucky là trưởng khối thiểu số của đảng Cộng hòa ở thượng viện. Thì trong những ngày qua ông cũng nghỉ 5 tuần lễ, ông ở nhà vì ông bị bệnh, bị té. Ông vào nhà thương và ông nằm nhà dưỡng bệnh, hôm nay ông mới trở lại. Đó, ông cũng 5 tuần lễ. Thì ý bà có lẽ là hàm ý bà nói là ồ, sao không ai kêu ông Mitch McConnell rút lui đi. Hay là trước đây có thượng nghị sĩ John McCain, cái thời gian ông bị bệnh ông cũng nằm ở Arizona rất là lâu. Đó, thì sao hồi đó không ai kêu ông từ chức đi. Nhưng mà cuối cùng ông cũng bay đến từ Arizona, bay đến DC và để bỏ cái lá phiếu phản đối cái chuyện mà ở bên đảng Cộng hòa đòi bỏ Obamacare. Chắc quý còn nhớ cái lá phiếu hồi năm 2018. Thì đó là câu chuyện chính trị tại DC. Ở bên tiểu bang Indiana ngày hôm qua xảy ra một vụ cháy không lớn lắm nhưng mà nó rất nguy hiểm. Đó là cháy một nhà máy nhựa ở tại thành phố Richmond, tiểu bang Indiana. Cái này nằm về phía đông thành phố Indianapolis, nhưng mà nó nằm về phía đông, đúng rồi, và giáp biên giới Ohio. Từ 1.000 đến 3.000 người đã được lệnh di tản bởi vì cái không khí, cái khói của nó rất là nguy hiểm. Cảnh sát lính cứu hỏa đây, chỉ huy kinh hỏa ở đây cho biết là đám lửa đã được dập tắt nhưng chưa được kiểm soát. Là ý ông nói là từ giờ cho đến chủ nhật bên các lính cứu hỏa sẽ phải vô để thẩm tra tình hình xem còn chỗ nào cháy, còn chỗ nào âm ỉ không. Và đặc biệt họ phải kiểm tra cái nguồn nước ở đây xem có bị ngộ độc, có bị độc hay không. Bởi cái cháy này nó có thể làm thấm xuống những cái hóa chất, nó thấm xuống cái lòng đất, thành ra người ta phải xem xét cái chuyện đó. Ở tại Minnesota, tiểu bang này ngày hôm nay đã quyết định là trả gần 9 triệu đô la bồi thường cho hai người tố cựu cảnh sát viên Derek Chauvin đã từng dùng đầu gối đè lên cổ họ nhiều năm trước khi ông Derek Chauvin đè lên ông George Floyd làm ông này bị chết trong cái ngày gọi là lễ chiến sĩ diệt vong vào năm 2020. Chắc quý vị nhớ là hồi đó cái video này đưa lên, ông Derek Chauvin lúc cảnh sát Minneapolis đè cái đầu gối lên cái đầu, cái cổ của ông da đen George Floyd, là sau đó ông này chết. Và chính cái này nó gây ra cái sự khủng hoảng chính trị rất lớn nước Mỹ. Bây giờ người ta mới khám phá là không phải là đầu tiên ông Derek Chauvin làm chuyện này, mặc dù bây giờ ông bị đuổi rồi, ông đang ngồi tù. Nhưng bây giờ ta phát hiện là trước đó ông làm có hai người, đó là ông John Pope Jr. sẽ nhận được 7.5 triệu đô la và ông Joy Cohn sẽ được nhận 1.375 triệu đô la để dàn xếp vụ kiện này. Bởi vì thành phố không muốn kéo dài vụ kiện này nữa, tốn kém, thành ra họ chấp nhận đền gần 9 triệu đô la cho hai người này, bị hai người này tố là một lần vào năm 2017. Ông
hai người này đều bị ông Derek Chauvin cũng cầm tay đè xuống và lấy đầu gối đè lên. Đè ông đó lấy đầu gối đè lên, ông chuyên trị đầu gối. Nhưng may là chắc hai ông kia khỏe mạnh không chết. Ông này tới ông thứ ba là ông George Floyd, ông bệnh ông đè 9 phút luôn. Thành ra là ông George Floyd chết. Thì cái ông cảnh sát này người ta gọi là ngựa quen đường cũ có tật đó, chơi khu trò, chơi đầu gối hai lần đầu không ai bị bắt đó, không sao cả. Thế là ông chơi lần thứ ba ông bị. Đó, người ta gọi là ngựa quen đường cũ. Thì nói đến ngựa quen đường cũ nó câu chuyện na ná như vậy là chắc quý vị nhớ hôm trước là thẩm phán tố cao Pháp viện Clarence Thomas bị cái tờ báo độc lập của Bermuda họ phát hiện là ông đi chơi ở khách sạn rồi này kia các thứ, hai vợ chồng ông tốn kém lên tới nửa triệu đô la, mà do cái ông tỷ phú Harlan Crown, một người ở bên Texas chuyên môn ủng hộ cho Đảng Cộng Hòa, chi trả cái số tiền này. Thì họ bảo là tại sao ông không báo cáo cái số tiền này, đáng lý số tiền cái chi phí này phải được báo cáo. Thì một ngày hôm sau ông Glenn Thomas bảo tôi đã hỏi các thẩm phán khác rồi, như luật sư của tôi, rằng cái này nó không phải là quà cáp gì, mà gia đình ông Harlan với tôi là đã quen nhau thân thiết mấy chục năm, thành ra bạn bè không phải báo cáo. Nhưng hôm nay tờ Bobrica lại phát hiện thêm một chuyện nữa, là có một số cái tài sản của gia đình ông Thomas ở bên thành phố Savannah, tiểu bang Georgia, bán cho công ty bất động sản của ông Harlan Crown. Mà cái ngày bán là 15 tháng 10 năm 2014, lúc đó bán là 133.363. Đó là theo cái tòa cái hồ sơ tiểu bang như vậy. Thì người ta thắc mắc là không thấy ông Glenn Thomas báo cáo chuyện này. Và người ta thắc mắc nữa là gì, theo quy định đấy, những cái gì mà chuyển nhượng tài sản trên 1.000 đô la thì phải báo cáo theo cái quy định của tổ cáo viện, nhưng không thấy ông báo cáo chuyện này. Và người ta nghi là có phải căn nhà này là giá 133.000 đô la hay không, hay là đây là một hình thức ví dụ giá 100.000 tôi trả thêm 133.000, tôi cho 33.000. Nó có cái trường hợp đó luôn đó, cũng có cái chuyện đã xảy ra. Thì bây giờ ta sang điều tra xem như thế nào, và chưa thấy ông Glenn Thomas nói vụ này. Mà vụ này nó cũng xảy ra ở tại Orange County một lần, nhưng mà sau đó là vì công tố viên ở đây không truy tố, không điều tra. Đó là cái ông cựu thị trưởng Miguel Pulido của Santana. Trước đây ông có căn nhà ở tại Downtown Santana đó. Giờ cái ông chủ ở đó đó thì lại mua lại, xin lỗi, một cái gara ở tại Downtown Santana mà có hợp đồng sửa xe cho thành phố. Cái ông chủ gara nó mua căn nhà của ông Bolido ở tại một thành phố khác, nếu không làm là Huntington Beach, với cái giá cao ngất ngưỡng. Người ta nghi hồi đó già nó đội chừng 600.000, nó mua khoảng 800.000 đó. Thì người ta nghi phải chăng vì ông Bolido chuẩn thuận cái hợp đồng sửa xe cho cái gara này mà gara coi như lại quả bằng cách mua cái nhà ông giá nó cao hơn. Đó là một hình thức gọi là chi tiền. Hay là hồi trước đây có cựu dân biểu Cunningham, bây giờ ngồi trong tù của Đảng Cộng Hòa thì bang California, miền Nam California nè. Ông này cũng vậy luôn. Ông có cái tàu, ông bán cho cái người mà gọi là ủng hộ ông, mà ông giúp cho một số việc. Cái tàu ví dụ trị giá nửa triệu đô la thì người đó mua có thể là 700.000 đô la, thì trong đó coi như cho 200.000. Quý vị thấy không? Tham nhũng hối lộ nó nhiều cách. Ở đây tôi chưa nói là ông Thomas có tham nhũng không, chúng ta không biết. Nhưng mà đã có những vụ bị tòa án xử, bị FBI bắt rồi. Đó, có vụ thì người ta không xử, có vụ thì xử. Nhưng mà trường hợp ông Thomas này không biết có phải như vậy không, nhưng ông không báo cáo số tiền này thì người ta nghi là có thể cái miếng đất đó của ông chỉ trị giá 100.000 thôi, nhưng mà anh này mua tới 133.000. Đó là cái bây giờ chúng ta sẽ chờ họ điều tra xem như thế nào. Quý vị thấy không? Tôi đã nói một nhiều lần trên chương trình này, tôi nói có hai chuyện thì có đời thì không dẹp được. Thứ nhất là mại dâm, thứ hai là tham nhũng, không thể nào dẹp được hết. Họ tìm cách này cách kia ông làm và lại quả rất là khéo léo. Thì đó là những câu chuyện đáng chú ý trong chương trình Điểm Tin trong ngày hôm nay gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình. Chúng tôi xin hẹn gặp lại vào những kỳ sau.